Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Em xin giới thiệu đến anh em một đài sáp GF. Em xin lỗi nhé, em vừa bấm tay một lần này. Sáp GF 305SB 305SB nhé. Máy đẹp xuất sắc anh em nhé. Máy được tuyển chọn từ Nhật Bản về, rất đẹp. Đây, trên video anh em sẽ nhìn thấy xi mạ của máy này, mới cỡ cỡ luôn, rất mới nhá. Đấy ạ, phần xi mạ này, đây, quanh loa này, cửa băng này, rất mới luôn nhá. Tiếp theo là bên này này, này có bóng của em. Và điểm ấn tượng nhất của con máy này là cặp vù của bác nhá, rất đẹp. Bác nhìn thực tế thì đẹp hơn rất nhiều nhá, vì cái ánh sáng ở trên cái video này, này nó hơi vàng hơn so với cái ánh sáng thực tế, rất đẹp. Máy thì hoàn hảo mọi chức năng. Đấy, bảo cho các bác xin từ nguồn ốc, bảo hành cho bác một năm luôn. Máy rất chất lượng các bác. Là phần nóc máy nha. Bác có nhìn phím này, bấm nút này, xì mạ này, thay sách này, rất mới. Phím này. Đây ạ, đây là phần xì mạ tay sách ạ. Không. Ở đây em đang cắm line in nhá. Đây là tổng thể đằng sau. Hôm nay hôm qua em có quay một đoạn lên rồi, nhưng mà vì qua chỗ thời gian để test đầy đủ hai dâu ăn kèm các bác nhá. Hôm qua em chỗ thời gian để test đầy đủ cho bác. Đây là sáp điện 100V, công suất 14W, một con duy nhất các bác nhá. Đây là số seri của máy này, 906 33234, 906 33234 các bác nhá. Đây các bác nhận hàng người nhận kiểm tra đúng số seri. Ở đây đang cắm đang line in nhá, line in và line out. Đây đằng sau rất đẹp các bác, chưa không bị chảy xớt một hệ vết nào hết. Đây là cái bóng điện nó phản lại này, cái bóng điện nữa là sẽ không thấy. Đây sách bên nào vậy, đang rất mới nha. Quay các góc cạnh này cho các bác có thể xem hết, quan sát hết được. Bây giờ mình sẽ đi phần test băng nhá. Test băng. Line và đang hát nhá. Chất lượng âm thanh rất hay. Thank you.
có điều tốc từ trước rồi các bác này. Thế giữa nè. Đây có chỉnh tông bát tép này các bác nhá. Đấy, lau lớt này. Chế độ đèn dò sóng ban đêm này. Đấy, đầy đủ nhá. Ngoài ra có rất nhiều chế độ khác nữa. Mono xích te. Ở đây. Test chức năng tua qua bài cho các bác nhé. Test chức năng tua qua bài này. Tức nghĩa là khi nó hết đấy, nó hết bài là nó sẽ tự nó hát sang bài khác. Đây nha, hai nốt ngoài này nè. Đây là nó sẽ tự chuyển sang bài khác các bác nhé. Em test chức năng tua bình thường này. Đây là em đang tua bên phía tay phải của em này. Tua trái này. Đấy, các bác. Dòng này thì cơ của nó là full auto stop các bác nhé. Tức có nghĩa là khi mà tua hết băng là nó cũng tự stop và bật lại hết băng nó cũng tự stop. Cái bằng full auto stop. Với cấu hình loa hai quay, một bát 16cm này và một tép 5cm. À, hai bên vậy, dòng máy rất khủng, tiếng rất to, bass đánh sâu và rất hay. Bây giờ sẽ test sang phần FM radio nhá. FM con này là 108. Nhìn thẳng vào người để đặt câu hỏi cũng là cái điều mà rất là quan trọng trong cái mỗi cái buổi phỏng vấn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Phạm Phương Thu với những cái tư vấn rất là hữu ích. Qua đây thì hẳn các bạn trẻ đã biết cách đáp lại câu "Bạn có còn câu hỏi gì cho chúng tôi không?" của nhà tuyển dụng một cách khéo léo và thông minh. Chúc các bạn ứng viên đang tìm việc sẽ sớm tìm được một bến đỗ như ý. Đến đây thì thời lượng của hành trang trẻ. Em bắt rất rõ mà nhé. Đó đúng. Ban đêm tầm nhìn hạn chế do làm tốt công tác huấn luyện, vì vậy khi được trên giao nhiệm vụ vận chuyển thì lữ đoàn luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn đồng chí. Và thưa các đồng chí và các bạn, hiện nay hiện dấu tên tuổi những thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp vĩ đại, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lập nên những kỳ tích anh hùng, dựng nên những huyền thoại, tô đậm trang sử vẻ vang và xứng đáng là biểu tượng rực rỡ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các quốc. Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại lữ đoàn vận tải thủy 873 và trung đoàn 654 thành lữ đoàn vận tải hỗn hợp 654. Sau hơn một năm thành lập, lữ đoàn 654 đã nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị vận tải cấp chiến dịch, bảo đảm tốt nhiệm vụ vận tải. Là niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân. Đến bây giờ cái đồng tiền của mình không cần thải nhiều mà mình cho nó đúng nơi, đúng chỗ và cho đúng người và đúng thời điểm khi người ta đang cần, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhìn lại thôi thì mình cũng thấy là mình nể mình luôn, từ không có gì mà đến bây giờ mình cũng đã làm rất nhiều việc có ích cho xã hội. Đây là FM nhá. Sắp xếp lại, tổ chức lại thì là ngoài nhiệm vụ của hai đơn vị được làm thì còn một số cái nhiệm vụ mới mà được đổi tên giao, ví dụ như là vận chuyển vượt ra khỏi quân khu, vận tải chiến dịch vượt ra khỏi quân khu, rồi thậm chí là có những cái chuyến hàng vận chuyển ra các cái đảo gần bờ.
Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã hoàn thành hơn 200 kế hoạch vận chuyển với hơn 2.000 tấn hàng, 5.000 lượt người, bảo đảm an toàn. Cùng với cái việc tổ chức lại các đơn vị vận tải. Ở đâu có quán internet? Hay, bạn có tự chỉ đa hố cơ mà? Anh có blog của mình không? Bạn, nhì đa yếu xăng địa chỉ sư sẵn mà? Địa chỉ hòm thư điện tử của anh là gì? Nhưng với tình yêu thương xuất phát từ trái tim, chị đã dang dòng vòng tay nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ có số phận không may mắn. Nghỉ hè mỗi một ngày học 2 tiếng, không vội vàng, đừng bày khóa lung tung. Nhớ chưa? Trong căn nhà nhỏ, chị Phương đang ngồi dạy bé Bùi Thị Vân Anh học bài. Vân Anh là đứa trẻ mà chị nhận nuôi từ nhiều năm nay. Lấy lấy căn gì? Đấy, em vừa test đầy đủ mọi chức năng của máy rồi. Phần FM để bắt full các đài. AM thì con nào nó cũng sôi hơn một chút các bác nhé. Nó chỉ có một sóng, một hai sóng nó sôi hơn một chút. Thì test thì test nhanh. Đấy, nên là mọi phần em chỉ một đoạn vậy thôi. Các bác cố gắng theo dõi hết video thì có thể nghe hết được các cái, xem hết được các cái chức năng của máy. Bảo cho các bác zin 100% hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Đấy, máy cực đẹp, bảo hành cho các bác 1 năm. Video em test đến đây là dài và đầy đủ rồi. Bác nào mà thiện chí thì kết bạn Zalo hoặc Facebook Hoàng Tài Các Xét, hoặc gọi trực tiếp theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các bác nhé. Em ship hàng các bác toàn quốc. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.